Chiều Cường mến chào cả nhà ha. Thì hôm nay Chiều Cường ghé chùa Cái Sách quay coi sư chuẩn bị làm trang trí bên trong đón chùa năm mây cả nhà. Thì bên trong cũng trang trí cũng rất đẹp cả nhà. Thì sẵn Chiều Cường ghé quay cho cái nhà mình cùng xem luôn ha. Còn cũng có mấy ngày nữa cũng tới cả nhà ha. Còn có 1-2 ngày nữa là tới chùa năm mây cả nhà. Ở bên trong thì trang trí cũng hoàn thành hết cái nhà. Ngày mai ngày mốt gì đó là tới chùa năm cái nhà. Trang trí bên trong vừa hết trơn. Giấc chiều nắng quá cái nhà, quay hơi chói cái nhà. Đây là núi cát cả nhà, gọi là Nùng Pon á. Cũng còn có mấy ngày nữa cũng vui lắm cái nhà, 3 ngày 3 đêm thì cũng đi chùa bình thường rồi còn lễ tắm nước Phật nữa cả nhà. Thì ngày cuối cùng là ngày tắm nước Phật đó cả nhà. Tưới cho nó cát đừng bay cái nhà, chú ổng gán tưới dọn cho sạch sẽ. Thấy vậy thì trang trí cũng rất lâu cái nhà, chưa hoàn thành còn nữa cái nhà. Ở ban đêm có đèn lát rồi rất là đẹp luôn cái nhà. Thôi Chiều Cường sẽ tiến bên trong quay tiếp cho cả nhà mình cùng xem ha. Có trang trí gồng trà bá luôn cái nhà. Hiện tại bây giờ đang cũng chuẩn bị gáp bóng đèn đồ nữa cái nhà. Tết năm nay chơi bình tráng ha, gồng trà bá luôn ha cái nhà. Tối mở bóng đèn lên rất là đẹp luôn. Cả chưa nằm nằm chát giúp nứng rồi ó giúp chưa thì tối nay là còn chùa năm chát cái nhà. Ngày mốt thì chùa năm mây ha, ngày mai ngày mốt thì là chùa năm mây. Bây giờ gán trang trí cho kịp cái nhà. Thì tối nay là có ca nhạc đồ ha.
Thì hôm qua Triều Cường cũng có quay ở chùa Tập Ghiền rồi cả nhà ha. Thì hôm nay Triều Cường cũng ghé chùa Cái Sách, quay vòng vòng cho cả nhà mình cùng xem ha. Thì chùa Tham Mê cũng cần kề tới cả nhà, còn có một ngày nữa thôi. Thì sư cũng trang trí cũng hoàn thành hết cái nhà, chỉ còn gáp bóng đèn đồ cho đẹp thôi cái nhà. Ban đêm thì nói chung quay ban đêm cũng rất đẹp lắm cái nhà. Để xem Triều Cường có đi ban đêm được hay không ha. Còn đi ban đêm quay được thì Triều Cường cũng ghé quay cho cái nhà mình cùng xem ha. Còn cổng là đi vô đường theo đường nha cái nhà, đi lạc đường là không có đường ra nha. Cái này Triều Cường cũng có quay một lần rồi cái nhà, đi theo vòng vòng vậy nè cái nhà. Đó, đi vòng như thế này mà lạc đường thì cũng khó tìm đường ra nha cái nhà. Thì cứ đi mãi mãi vậy, đi chừng nào ra được rồi thôi. Nắng quá. Hiện tại chú cũng đang chuẩn bị gáp cho nhanh cái nhà cho kịp tiến độ ha. Thì tối nay cũng chùa năm chắc rồi cả nhà, cũng đi chơi bình thường ha. Thì chùa Cái Sách cũng rộng lớn lắm cái nhà ha, cây cối là cũng rất nhiều ha. Ủa, rộng. Thì phía hồ bên này cũng có tượng rồng rất là lớn cả nhà. Đây hồ cá, còn bên kia một hồ nữa cả nhà, hồ cá ụt rồi. Còn phía sau Triều Cường có tượng Phật rất là cao lớn rồi cả nhà. Đây, phía sau trước hồ này cái nhà cũng có tượng Phật cao cũng lớn lắm cái nhà ha. Đây, hình rồng lớn lắm. Thì năm nay giờ sân khấu qua bên đây cái nhà, thì đoàn Rồng Vong thì qua bên đây ha, toàn là ca sĩ miệt vườn không, thì giờ qua bên đây cái nhà ha. Thì đợt này thì lúc trước thì mấy năm trước thì chơi ở đằng trước kia cái nhà, năm nay dọn qua đây trống rất là rộng lớn ha. Ủa, sân đây rộng lớn lắm. Thì sân khấu sẽ tổ chức ở đây, anh em mới chán sân mới nè cái nhà, cũng xi măng cũng rất mới luôn. Ủa thế hôm nay tối nay chắc có chương trình chơi cái nha. Ở đây rất là rộng lớn luôn. Còn ở đây là bức tượng 12 con giáp cái nhà ha. Ủa. Thì ở đây cũng có một hồ cá nữa cái nhà. Hồ này thì xây xung quanh luôn ha. Sư đang bơm nước thay nước sao á.
chắc bơm cạn để thay lưới cái nhà thì sợ nước đục quá cái nhà cá chết. Hồi xưa đang bơm lên à. Thay nhớ mới. Nãy giờ trang trí con rồng rồi cũng lắc râu cái nhà. Rất đẹp ha. Chú đang mà rửa sân cho sạch sẽ cái nhà ha, tưới cây cho nó mát luôn ha, rồi quét sân nha. Ta bận len, ta bận len trẻ. Thôi Triều Cường cũng review nãy giờ cũng đi vòng vòng cái nhà ha, thì Triều Cường cũng quay video ngắn thôi cái nhà ha, chừng nào tới chùa năm thì Triều Cường sẽ quay dài cho cái nhà mình cùng xem ha, thì hẹn nhà cả nhà mình cùng tiếp video tiếp theo ha, chúc cái nhà mình đón chùa năm mai vui vẻ ha, bye bye cái nhà ha.